À, hôm nay một cái clip xả các bạn đôi loa Yamaha NS30X chỉ có 2.700.000 thôi, một cặp loa 3 đường tiếng nằm trong cái series mà NS mà có chữ X thì nó cũng sẽ có những cái nét kế thừa những cái đàn anh như là 100X, 1000X, với thiết kế nó cũng hơi giống. Và cái cặp loa này thì nói chung thì do mình xả tại vì nó có một số khuyết điểm, ví dụ như chỗ cái gân này nó hơi bị cấn một đường thì nó có dán keo tí, cái gân loa này gân viên nha, cũng không ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng gì, nhưng mà có thì mình nó có thùng thì nó có bị xước sát vài chỗ như chỗ này ở bên hông đó, còn lại nguyên viên hết nha, 2.700.000 thôi. Một loa bass 20, một loa mid, một loa trap, đủ 3 đường tiếng, 180W một loa, 92 dB, sản xuất tại Nhật Bản. Đây, tất cả những cái thông số rất là lý tưởng, và cái cuối cùng là cái giá chỉ 2.700.000 thôi. Bây giờ mình sẽ test nhạc luôn. Bên mình có bán USB ổ cứng chép sẵn nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128 GB 800.000, còn ổ cứng là 1000 GB giá 2.000.000. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình số điện thoại dưới góc màn hình nha. Vì cái này nó rẻ nên bây giờ mình test luôn, không có phải nói nhiều về cặp loa này. Cho tôi xin cơn sóng trí sâu bờ,
đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy du hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Chờ sẵn lâu rồi, bóng sáng đó tôi hay theo sẵn. Chiều nay sao bóng bỏ đi rồi, bóng sáng đó tôi hay theo sẵn. Chiều nay sao bóng bỏ đi rồi, bóng sáng đó tôi hay theo sẵn. Chiều nay sao bóng bỏ đi rồi.